Thùy Linh với cả Hồng Nhung đang lái ô tô. Như vậy là hai chị này là đi lái ô tô là không biết đi đón ai đây. À, cười à. À, bố mình đi làm về rồi thì cần gì phải đón. Nhí ơi, nhí trèo làm sao làm gì? Chờ á. Úi giời. Hồng Nhung trèo lên vào đúng chỗ đi. Trèo vào đúng chỗ thì mới lái được ô tô nhá. Cái cô nhí này nhá, cô nhí này trốn nhá, đừng có cười nhá. Hả? Chào đang bông xanh.